Quý vị đang tiếp tục theo dõi bản tin FBC ngày 30 tháng 9. Thưa quý vị, đổi mới sáng tạo chuỗi giá trị nông nghiệp không chỉ tập trung ở các doanh nghiệp lớn mà bỏ qua những doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông hộ. Đây là góp ý của các doanh nghiệp tại diễn đàn Đổi mới sáng tạo phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn Đổi mới sáng tạo phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững mở đầu bằng hàng loạt tham luận của các doanh nghiệp tập đoàn lớn như là Minh Phú, Thành Thành Công, Dragon về kinh nghiệm xây dựng các chuỗi giá trị trong ngành tôm, mía đường, gừng, v.v. mà không luận bàn sâu đến việc làm sao phát triển chuỗi giá trị nói chung cho toàn ngành nông nghiệp. Do đó, trong phần thảo luận với đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đại diện Hiệp hội các viện trường góp ý, đổi mới sáng tạo chuỗi giá trị nông nghiệp hiện nay không thể chỉ nhìn vào những tập đoàn lớn, mà phải làm sao ứng dụng được cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho nông dân. Bởi cái đối tượng này đang chiếm tỷ trọng lớn trong nông nghiệp, lại là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch danh dự VASEP, trong khi các doanh nghiệp tự xây dựng vùng nguyên liệu để đảm bảo các yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm mà thị trường đặt ra, thì những người nông dân sản xuất các sản phẩm đạt chuẩn lại không tìm được thị trường. Những cái dự án được tài trợ để mà xây dựng để cho người nông dân người ta làm gác, GP, thì khi mà rút tiền rồi thì người ta không làm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta không có động lực, ta làm rồi cũng không ai trả người ta giá cao hơn. Thế thì cái vấn đề chúng ta thiếu ở đây là kết nối giữa các cái đạt chuẩn này với lại thị trường tiêu thụ, làm sao cho thị trường nhận biết để ra bất động lực. Thì đấy là một cái rất là quan trọng của chúng ta, và muốn làm cho thị trường nhận biết thì một nông dân không bao giờ làm được, và chúng ta phải tổ chức họ lại. Một số đại biểu cũng góp ý để đổi mới chuỗi giá trị nông nghiệp hiện nay không chỉ tập trung cho vấn đề xây dựng vùng nguyên liệu, đầu tư cải tiến công nghệ, mà còn phải chú trọng hệ thống lưu thông, phân phối, phải tính đến sản phẩm cuối cùng được thị trường chấp nhận. Theo báo cáo vừa được CBA công bố, thì thị trường căn hộ bán quý 3 2015 ghi nhận hơn 10.000 căn hộ được chào bán mới từ 26 dự án, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc cao cấp tiếp tục chiếm tỷ lệ tăng dần trong số các căn hộ được giao dịch. Tính trong 9 tháng đầu năm nay, lượng tiêu thụ căn hộ cao cấp chiếm 36% so với mức 32% của năm 2014, dẫn đầu là tại khu vực phía nam thành phố. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn vào kết quả giao dịch tại các dự án mới mở bán quý này, thì tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt được 35,1%. Chúng tôi cũng có quan ngại và chúng tôi cũng muốn tiếp tục theo dõi là cho đến từ đây cho đến hết năm xem là cái xu hướng nó có đi xuống tiếp hay không, hay là nó do những cái yếu tố tác động nhất thời. Quý 3 năm 2015 trong đó có 2 tháng là tháng mà chúng tôi gọi là tháng cô hồn, là tháng mà người mua họ cũng tránh không ký hợp đồng mà họ có thể dồn sang cái quý và những cái tháng sau. Thì đấy có thể những cái lý do tạm thời mà chúng tôi nghĩ tới. Về giá cả, giá chào bán sơ cấp bình quân tính theo đô la Mỹ giảm 4% so với quý trước do sự điều chỉnh tỷ giá của đồng Việt Nam. Tuy nhiên, nếu tính theo tiền đồng thì giá bán tăng ở mọi phân khúc, đặc biệt là phân khúc cao cấp với mức tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Khảo sát của CBRE trong quý 3 cũng ghi nhận nhiều dự án trì hoãn lâu năm đã được khởi động lại bởi chủ đầu tư mới bằng cách tăng thêm vốn hay thiết kế lại căn hộ và diện tích. Có thể kể đến các dự án như là Citygate Towers ở quận 8, Linh Tây Tower ở quận Thủ Đức và City Plaza Nguyên Hồng ở quận Gò Vấp. Một trong những thông tin được quan tâm đặc biệt trên thị trường bất động sản quý 3 đó là tập đoàn Vingroup thông báo sẽ kết hợp với cảng Sài Gòn để phát triển khu đất vàng 32 hectare tại cảng Khánh Hội quận 4. Như vậy, thị trường bất động sản thời gian tới sẽ xuất hiện một cuộc đua giữa hai điểm nóng là khu vực này và khu đô thị mới Thủ Thiêm ở phía đông. Nền kinh tế xanh lam được xem là mô hình kinh tế thân thiện nhất với thiên nhiên, đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của thế giới trong tương lai. Nhân chuyến công tác của giáo sư thì tiến sĩ Gunter Pauli, tác giả quyển sách Nền kinh tế xanh lam tại Việt Nam về chủ đề sản xuất bền vững, chúng tôi đã có buổi trao đổi ngắn với giáo sư. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi để hiểu thêm những lợi ích của mô hình kinh tế này. Hello professor and thank you for accepting the interview with FBNC. Xin chào giáo sư, cảm ơn giáo sư đã dành thời gian trò chuyện với FBNC. Cho phép tôi bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Nhiều người đã khá quen với khái niệm nền kinh tế xanh, tuy nhiên tôi không chắc nhiều khán giả xem đài đã biết đến nền kinh tế xanh lam. Xin giáo sư có thể chia sẻ đôi chút về nền kinh tế xanh lam. Nếu chúng ta nhìn từ vũ trụ thì màu xanh lam hầu như bao trùm trái đất, bên cạnh những mảng xanh lá, nâu và trắng.
Tôi nghĩ nền kinh tế xanh là những gì chúng ta vẫn luôn cố gắng theo đuổi. Mọi người đều muốn sống trong môi trường xanh, hít thở không khí trong lành và có nước sạch để sử dụng. Nhưng đáng tiếc, sau 30 năm thì chúng ta chỉ thấy có một ít sắc xanh trong nền kinh tế thế giới. Thế nên tôi nghĩ ta phải làm hơn thế. Dĩ nhiên nền kinh tế xanh rất tuyệt, nhưng chúng ta phải làm tốt hơn, vì chúng ta không thể nói rằng muốn chọn cái tốt thì phải chịu tốn kém, còn những gì giá rẻ thì lại không tốt. Vậy theo những gì giáo sư vừa nói, ta có thể rút ra rằng theo đuổi nền kinh tế xanh lam ít tốn kém và dễ dàng hơn? Yeah, so the blue economy starts from a very simple principle. Khái niệm nền kinh tế xanh lam rất đơn giản, chúng ta có thể dùng bất cứ thứ gì sẵn có. Thứ nhất, đúng là khi dùng thứ gì chúng ta đều muốn tận dụng tối đa giá trị của nó. Nếu chỉ cố gắng để mang lại kết quả tiến bộ hơn chỉ 5 đến 10 lần thì không đáng. Chúng ta phải làm 500 lần tốt hơn. Nhiều lúc người ta nói điều đó không thể. Nhưng đến giai đoạn 3 là lúc chúng tôi thể hiện những ý tưởng, những giấc mơ của mình và biến nó thành tầm nhìn, biến nó thành hiện thực. Cách tiếp cận của tôi đối với nền kinh tế xanh lam là biến những điều dường như không tưởng thành hiện thực. Thưa giáo sư, vậy hiện nay đã có khoảng bao nhiêu quốc gia đã thực sự áp dụng nền kinh tế xanh lam rồi? Tính đến nay, chúng tôi có khoảng 200 dự án ở 40 quốc gia, với tổng số vốn huy động được vào khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi đã tạo ra được khoảng 3 triệu việc làm mới. Chúng tôi đã làm nên một hiện thực. Sau 20 năm thực hiện dự án của mình, chúng tôi đã chứng minh được đây không chỉ là một lý tưởng, mà là một hiện thực. Ví dụ ở Việt Nam có rất nhiều cà phê. Đây là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới. Có cà phê thì ta sẽ có chất thải cà phê từ các nông trường, các nhà sản xuất và người tiêu dùng. Những nguồn chất thải đó có thể được dùng để trồng nấm, làm thức ăn cho động vật, dùng sản xuất chất bảo quản trong sản phẩm dệt, trộn với sơn để giảm tác động của tia UV. Đối với chúng tôi, cà phê không chỉ đơn giản là một loại thức uống nữa, nó là một loại hóa chất sinh học, nhưng nó cũng yêu cầu những kỹ thuật nghiên cứu và hệ thống sản xuất mới. Bên cạnh cà phê, Việt Nam cũng có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp khác nữa. Vậy theo giáo sư, tiềm năng để áp dụng nền kinh tế xanh lam tại đây như thế nào? Việt Nam có cơ hội rất lớn. Giai đoạn đầu của nền kinh tế xanh lam chính là mang lại giá trị cho những thứ tưởng chừng như đã hết giá trị sử dụng. Hay nói về tre, tôi nghĩ Việt Nam có đến hàng triệu hecta tre. Với khối lượng đó, Việt Nam có thể tạo ra thêm từ 10 đến 20 triệu việc làm mới. Tại sao hiện tại nó vẫn chưa xảy ra? Đó là tại vì người ta chưa biết đến điều đó. Thách thức lớn nhất hiện tại chính là công chúng chưa quan tâm nhiều đến việc này. Chúng ta không biết rằng chúng ta có thể dùng tre để sản xuất tả tre em chẳng hạn. Hiện nay tả tre em được sản xuất từ cây thông, mà cây thông mọc chậm hơn tre, mà không tự mọc lại được tre. Thực sự, ta không phải cải tiến gen cà phê hay gen tre. Các bạn chỉ cần sử dụng những nguồn tài nguyên sẵn có để tạo thêm việc làm mới, phát triển công nghiệp, từ đó tạo ra động lực phát triển hoàn toàn nằm trong khả năng của đất nước. Vậy, bên cạnh việc nhiều người vẫn chưa biết đến nền kinh tế xanh lam, liệu còn có lý do nào khác khiến họ vẫn chưa áp dụng mô hình kinh tế này không, thưa giáo sư? Như yêu cầu về công nghệ cao chẳng hạn. If you want innovation, nếu cần cải tiến, tất nhiên ta phải biết được khả năng của mình và những rào cản là gì, khó khăn nằm ở đâu. Nếu bạn biết rằng có thể trồng cà phê thì hãy trồng cà phê. Nếu bạn thấy mình trồng được nấm từ chất thải cà phê thì bạn sẽ có nấm và cà phê. Nếu sau khi thu hoạch được nấm, bạn có thể dùng chất thải từ nấm làm thức ăn cho động vật. Giờ thì bạn đã có đến 3 sản phẩm thay vì chỉ một. Vậy thì đâu cần phải công nghệ hiện đại gì. Cái chúng ta cần là nhìn nền kinh tế đất nước theo một cách mới. Ngày nay thì rào cản lớn nhất chính là có quá nhiều người học thạc sĩ quản trị kinh doanh, mà với MBA thì người ta chỉ chú ý đến một thứ duy nhất thôi. Và khi chúng ta chỉ nhìn vào một thứ thì sẽ không thấy được những cơ hội khác. Lúc đó có thể bạn sẽ được xem là làm trong ngành cà phê, chứ không làm gì liên quan đến nấm. Rào cản thứ hai là hệ thống quản lý đôi khi khiến tầm nhìn của chúng ta chỉ gói gọn vào vài thứ tiêu biểu. Tôi nghĩ đến đây thì vấn đề giáo dục phải được đề cao. Hãy dạy cho trẻ em những gì chúng ta có thể thực hiện được, cho chúng thấy được những cơ hội đó và theo đuổi chúng. Xin cảm ơn giáo sư. Trước ngày mở cửa hoàn toàn của cộng đồng kinh tế chung AEC, doanh nghiệp chọn phòng thủ hay tấn công, hợp tác hay đối đầu, dẫn đầu hay theo gót? 90% chỉ nghĩ tới vấn đề là bất động sản trong nước chúng ta mà thôi, để phục vụ cho tầng lớp bất động sản trong nước. Tất cả sẽ cùng đến với câu chuyện về tư duy của cộng đồng kinh doanh trên tiêu điểm FBNC. Doanh nghiệp nghĩ gì, thị trường 90 hay 600 triệu dân?
Vừa rồi là một số hình ảnh của đợt tuyết đầu mùa tại bang Alaska của Mỹ. Đây cũng là đợt tuyết rơi dày nhất trong tháng 9 tại Alaska trong suốt 23 năm qua. Chuyển sang một thông tin khác, sáng nay ngày 30 tháng 9, thì công ty cổ phần Trang Cầu Óc đã khởi công xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm Dairy Food tại khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Nhà máy chế biến thực phẩm Dairy Food được đầu tư với tổng vốn ban đầu là 150 tỷ đồng, sẽ tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực đã tạo nên thương hiệu và giá trị cốt lõi cho Trang Cốp. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đạt công suất thiết kế 4.000 tấn một năm cho các mặt hàng sơ chế biến và hơn 3.000 tấn một năm cho các mặt hàng món ăn dùng sẵn, thức ăn chế biến sẵn và hàng giá trị gia tăng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động theo từng giai đoạn. Giai đoạn 1 của dự án sẽ hoạt động vào quý 2 năm 2016 và toàn bộ công trình sẽ hoạt động vào cuối năm 2016. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đáp ứng nhu cầu của thị trường về các loại thủy sản đông lạnh và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hơn 500 lao động tại địa phương. Hiện Trang Cốp cũng đang xúc tiến việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Theo kế hoạch, công ty sẽ niêm yết 11 triệu cổ phiếu lên sàn chứng khoán Hà Nội trong thời gian tới, tạo điều kiện để nâng cao năng lực tài chính, tăng cường tính minh bạch và củng cố thương hiệu trên thị trường. Thưa quý vị, quyết định niêm yết hơn 42,3 triệu cổ phiếu trong lúc thị trường chưa được thuận lợi, người đại diện cao nhất của Sợi Thế Kỷ vẫn giữ niềm tin rằng rồi thị trường sẽ có đánh giá đúng về tiềm năng của doanh nghiệp. Ghi nhận từ phiên giao dịch đầu tiên của Sợi Thế Kỷ vào hôm nay 30 tháng 9 tại sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi khai trương nhà máy Trảng Bàng 3 để nâng tổng công suất từ 37.000 tấn lên 52.000 tấn sợi mỗi năm hôm trung tuần tháng 9 vừa qua, Sợi Thế Kỷ đã quyết định đưa 42,3 triệu cổ phiếu lên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với giá tham chiếu phiên đầu tiên là 29.000 đồng một đơn vị. Theo đại diện của Sợi Thế Kỷ, dù thị trường tài chính thời gian qua có biến động nhưng vẫn không ảnh hưởng đến kế hoạch niêm yết cổ phiếu mà Đại hội Cổ đông đã quyết định trước đó. Ngoài ra, niêm yết cổ phiếu còn là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm vốn, chuẩn bị cho những dự án mở rộng sản xuất kinh doanh trong tương lai không xa. Với sự xu thế dịch chuyển các đơn hàng may mặc từ các quốc gia sang Việt Nam để hưởng các lợi ích từ những hiệp định thương mại tự do với Nhật Bản, với Korea, với EU, đặc biệt là với TPP, hiện nay đã có làn sóng đầu tư mạnh vào dệt nhuộm ở Việt Nam. Sợi Thế Kỷ muốn nắm bắt cơ hội này thông qua việc mở rộng công suất đầu tư cho nhà máy sản xuất sợi cũng như là hợp tác liên doanh để xây dựng nhà máy dệt nhuộm. Cũng có thể hiểu được quyết định táo bạo này của Sợi Thế Kỷ bởi nhìn từ động lực thị trường khi TPP được thông qua với nguyên tắc Yarn Forward về nguồn gốc xuất xứ, lợi thế sẽ thuộc về các nhà sản xuất sợi ngay tại Việt Nam. Thị trường Mỹ lại đang chiếm đến 46% doanh thu xuất khẩu toàn ngành dệt may, nhưng lượng sợi sản xuất trong nước mới đáp ứng được 20%. Do đó, tiềm năng cho các nhà sản xuất sợi tại Việt Nam là hoàn toàn có thể nhìn thấy. Sự sụt giảm về doanh số của các ấn bản sách báo tạp chí đã đẩy ngành công nghiệp in ấn bao bì lên giữ vị trí chủ đạo trong ngành in Việt Nam. Và xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai. Đây là một số ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại triển lãm quốc tế về máy móc và thiết bị ngành công nghiệp in ấn đóng gói bao bì và chế biến thực phẩm vừa khai mạc sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2008, công ty ACE Machinery Vina chuyên sản xuất chế tạo các loại máy gấp dán hộp giấy, các tông tự động và các loại máy sâu in. Theo Tổng Giám đốc Lee Chu-sup, hiện sản phẩm công ty chủ yếu là phục vụ cho xuất khẩu. Do đó, tham gia triển lãm lần này, bên cạnh khách hàng quốc tế, ông rất hy vọng có thể tìm thêm các đối tác nội địa. Nền kinh tế phát triển thì chắc chắn ngành kinh tế bao bì cũng sẽ phát triển. Đặc biệt, thế giới đang có xu hướng chuyển sang dùng các bao bì giấy thay cho bao bì nylon. Do đó, tôi tin tưởng rằng các sản phẩm bao bì giấy sẽ phát triển trong tương lai để bảo vệ môi trường. Và các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ đầu tư các máy móc ngày càng chất lượng hơn để mang sản phẩm của mình ra thế giới. Kỳ vọng của ACE Machinery Vina cũng là xu hướng chung trong ngành in hiện nay. Theo Hiệp hội In Việt Nam, thay vì giữ vai trò chủ đạo, mạng in sách, báo tạp chí hiện nay chỉ chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm của ngành in, 80% còn lại thuộc về in ấn bao bì. Các cái loại xuất bản phẩm đang bị cạnh tranh bởi các cái phương tiện truyền thông khác về kỹ thuật số, về internet, về các phương tiện khác, cho nên cái lượng người đọc sách, đọc báo mạng ngày một nhiều hơn, tạp chí cũng vậy. Ngược lại thì bao bì không thể thay thế bằng cái gì khác ngoài công nghệ in, và
sản xuất công nghiệp hay là cái tỷ trọng công hàng hóa công nghiệp ngày càng lớn lên ấy, thì cái bao bì nó càng nhiều lên và đòi hỏi chất lượng ngày một cao. Cũng theo ông Dòng, công nghiệp in ấn bao bì của Việt Nam hiện nay đã có nhiều tiến triển. Nhiều loại bao bì cao cấp phục vụ cho công nghiệp chế biến thực phẩm, trước đây đa phần phải nhập khẩu, thì hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam làm được. Đặc biệt, xuất khẩu trong ngành công nghiệp in bao bì cũng có tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả ngành chỉ mới sắp xỉ nửa tỷ đô la Mỹ. Do đó, các chuyên gia đánh giá tiềm năng phát triển của ngành công nghệ in ấn bao bì sẽ còn rất lớn. Đây là lần thứ 15 Việt Nam tổ chức triển lãm quốc tế về ngành in ấn, bao bì và chế biến thực phẩm. Riêng trong năm nay, triển lãm đã thu hút được sự tham gia của hơn 230 đơn vị với gần 400 gian hàng đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn từ nay đến hết ngày 3 tháng 10 tới. Thị trưởng của Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes cho biết, hồ nhân tạo ở công viên Radical, một phần của khu phức hợp khu nhà nghỉ Dedoro Olympic đã gần hoàn thành và đã được đưa vào sử dụng sớm hơn thời gian dự kiến hôm qua thứ Ba ngày 29 tháng 9. Tham dự trong buổi lễ xả nước vào hồ, ngài thị trưởng cho biết, một phần của nguyên nhân mở cửa sớm là do một số trẻ em và thiếu niên ở các khu dân cư xung quanh đã lẻn vào hồ bơi và bị cảnh sát phát hiện vào tuần trước. Một số các công trình khác ở khu vực lân cận cũng đang trong các khâu xây dựng cuối cùng như khu thủy cung, sân hockey, nhà thi đấu bắn cung và khu thể thao nằm môn phối hợp. Cựu tay vợt số 1 thế giới Venus Williams đã giành chiến thắng thứ 700 trong sự nghiệp của mình vào ngày 29 tháng 9 sau khi đánh bại đối thủ là tay vợt Julia George. Sau khi đánh bại đối thủ là tay vợt Julia George 6-4-6-3 của Đức ở vòng thứ 2 của giải quần vợt mở rộng Vũ Hán ở Trung Quốc. Tay vợt nữ 35 tuổi đã trở thành người phụ nữ thứ 9 trên thế giới đạt mốc 700 trận thắng trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, cô vẫn còn một khoảng cách khá xa nếu muốn bắt kịp kỷ lục của người dẫn đầu thế giới là huyền thoại Martina Navratilova với 1.442 trận thắng. Tay đua người Pháp Romain Grosjean sẽ thi đấu cho đội Ferrari Powerhouse F1 khi họ ra mắt vào mùa giải 2016 tới, thông tin được công bố bởi ông Jean Hack, lãnh đạo mới của đội vào hôm qua. Ông Jean Hack, nhà sáng lập và là chủ tịch của Ferrari Powerhouse F1, người cũng đồng thời là chủ của đội đua Stewart Haas NASCAR, rất tiếng tăm trước đây cho biết, ông rất vui vì có được Grosjean trong đội của mình và quyết tâm sẽ đưa đội Haas lên ngang hàng với các đội đua hiện tại trong thời gian sớm nhất. Vị thuyền trưởng của Chelsea, ông Jose Mourinho đang phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích từ các cổ động viên đội nhà sau trận thua 1-2 trước Porto. Tuy đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu, tuy nhiên lần này ông Mourinho vẫn phải chịu thua trước nước cờ của huấn luyện viên Julen Lopetegui. Nhận xét về trận đấu, huấn luyện viên Lopetegui cho biết, Chelsea thi đấu rất tốt và khá chặt chẽ, tuy nhiên Porto đã tạo ra được nhiều pha tấn công và chiếm áp đảo trận đấu hơn. Chiến thắng 3 điểm với ông là hoàn toàn xứng đáng cho Porto. Và phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thế giới đáng chú ý. Chứng khoán thế giới quay đầu tăng điểm nhưng nhìn chung cả quý 3 vẫn trong đà giảm. Google ra mắt mẫu xe hơi tự lái.